Shopee là một thương hiệu mà thường làm tai nghe giá rẻ nhưng mà cấu hình cao thì cũng giống như kiểu Xiaomi ngày càng nâng tầm cái thương hiệu lên thì bây giờ họ gọi là Mi còn những cái dòng thấp hơn thì họ nhét vào là Redmi thì bản thân Shopee cũng vậy dần dần thì họ cũng đưa ra những cái sản phẩm nó mang tính gọi là cao tiền hơn đem lại những cái trải nghiệm nó trọn vẹn và nó tốt hơn phù hợp với thị hiếu hơn để đáp ứng được những cái nhu cầu khắt khe của người dùng. Đợt vừa rồi thì mình đã có làm và cũng như là trải nghiệm một chiếc tai nghe của Soundpick có tên là Soundpick Capsule 3 Pro. Và cái sản phẩm đấy thì bản thân mình thấy nó có rất nhiều tính năng và mức giá của nó thì quá là dễ tiếp cận. Nhưng mà có một cái kỳ ở đây là Shopee cũng đồng thời giới thiệu một sản phẩm khác có mức giá chỉ chênh với chính cái sản phẩm đó của mình có khoảng độ 100 nghìn thôi có tên là Shopee Mini Pro HS Vậy thì cái quả chênh nhau 100 nghìn này thì thực sự là nó khác nhau cái gì chúng ta nên lựa chọn cái gì thì nó sẽ phù hợp hơn cho cái nhu cầu của mình và đấy là cái câu hỏi mà mình và các bạn cùng nhau trả lời trong video này nhé Mức giá đúng ra thì Pro uh, HS hay là Shopee Cup Super Pro thì nó đều loanh quanh khoảng độ hơn triệu đến gần triệu rưỡi Thế nhưng mà trong cái ngày từ 20 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3 thì Shopee đang có cái chương trình là quay số ngẫu nhiên cho ba khách hàng là để chúng cơ hội được mua cái mức giá là 239.000 cho ba cái sản phẩm của họ là Mini Pro HS này rồi thì còn cấp Pro và một con tay nữa. bạn nào mà trúng thì sẽ có cơ hội được mua một trong ba cái sản phẩm đấy với giá là 239.000 cụ thể thì mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả cho anh em quan tâm về mặt thiết kế thì nếu mà nhìn và cầm ở trên tay hay đặt cạnh nhau thì các bạn cũng sẽ thấy luôn là con này nhỏ gọn hơn con Capsule 3 Pro khá nhiều đấy là một điểm cộng anh em nào mà thích một cái tai nghe nó có thiết kế nhỏ gọn nó không gọi là cân lắm thì các bạn có thể mua đây em này Mini Pro HS nó có chữ Mini mà đúng không thì cái thiết kế của nó sẽ nhỏ gọn hơn dễ dàng cầm nắm hơn dễ dàng mang đi hơn vẫn là cái kiểu sơn nhám như là Capsule 3 Pro con này thì có màu sơn nhám và được chấm bi thêm rất là nhiều gầu, Nói đùa đấy, đây là cái họa tiết kiểu bầu trời đầy sao chẳng hạn. Nhìn vào nó có một cái điểm nhấn khá là riêng và nó cũng hay. Cái sơn của họ thì sẽ sử dụng một cái kiểu dạng sơn nhám. Sơn nhám này thì theo như mình thấy ấy, nó dễ bị trông kiểu lộ vết xước hơn. Nhưng mà bản thân Speed đã làm một cách rất là thông minh là họ có rất nhiều những cái điểm xuyết chấm màu nâu, đồng, màu vàng đồng ở trên cái phần thân Thế cho nên là nếu có bị xước thì mình nghĩ rằng nó sẽ khó lộ hơn rất là nhiều nhưng mà có một cái mà không thể nào mà tránh lộ được là mồ hôi dấu vân tay nếu như bạn nào mà mồ hôi tay nhiều thì các bạn chắc chắn nó sẽ bị dính cái này thì không thể tránh được về phần housing thì các bạn sẽ thấy nó khác hẳn so với con Capsule Pro Capsule Pro thì cái mặt faceplate ấy nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ dài hơn cái phần thân của cái housing nó 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 dài hẳn xuống một đoạn mặc dù nó nhỏ gọn nhưng mà nó dài hơn ông này thì tròn hơn trông kiểu nó ngắn 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 hơn nó không bị uh, dài xuống, xuống một xíu cái mặt faceplate thì nó sẽ trông giống cái khiên hơn nó giống hơi hướng của sao pit hơn cái logo của sao pit hơn mình cảm thấy rằng là bản thân cái housing này trông nó được làm rất là tử tế nó có cái cảm giác là cái housing này nó là của một con tay nghe nhiều tiền hơn là của cái cây như thế này bản thân sau họ cũng làm cái cây đã hoàn thiện tương đối tốt rồi có rất là nhiều thứ trên cái cây này để khiến cho các bạn nhìn vào sờ vào các bạn sẽ cảm thấy là nó cao cấp hơn so với thực tế ví dụ như là cả cái phần để tai nghe ở bên trong nó sẽ có thêm một cái viền xám nhẹ nhẹ ở bên trong những cái điểm nhấn nhỏ nhỏ trong thiết kế nó khiến cho chúng ta có cảm giác là nó xịn sò hơn nó nhiều tiền hơn và cái housing này thì cũng vậy cái housing này thì mình thấy là đeo vào nó sẽ khá là thoải mái cái kích thước và cái chiều dài của cái ống nốt rồi nó vừa nó không dài quá không ngắn quá mình thì mình không phải là fan của mấy cái ông mà làm ống nó rồ ngắn vì đeo cảm giác nó không tụt được vào bên trong tai nó không chắc vợ mình thì lại không thích đeo mấy cái ống nốt rồ dài chỉ thích đeo mấy ống nông nông thôi để cho nó đỡ bị tụt vào trong lỗ tai nó khó chịu đấy là cũng là một kiểu đeo của những người mà thích đeo kiểu cài tai kiểu earbud bớt hơn là kiểu in ear thì, thì người ta đeo cái kiểu tai in ear nhưng mà ống nó rồ ngắn để nó đỡ bị áp lực nhưng nó vẫn đảm bảo được là cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn một xíu vì mấy cái ống in ear ấy thì thường cái giải trầm nó sẽ căng hơn và chắc hơn thời lượng pin theo như nhà, nhà sản xuất công bố là nếu như mà xài đơn lẻ thì ông này được khoảng độ sáu tiếng còn nếu mà xài với case nó lên đến 22 tiếng, như vậy là nó thấp hơn so với công bố của tai uh, capsuba Pro của chính Soundpeet. Thì cái điều này là một điều dễ hiểu thôi, bởi vì các bạn muốn có một cái case nhỏ gọn hơn, các bạn muốn có một cái housing nhỏ gọn hơn, ngắn hơn thì hiển nhiên các bạn sẽ đánh đổi bằng cái việc là nó ít chỗ để nhét pin hơn. Thì pin nó thấp hơn. Nhưng mà với mình thì cái tầm khoảng độ 6 tiếng hơn 6 tiếng mà cứ cho trừ hao đi 2 30% thì nó vẫn là khá là thoải mái với mình. Vì cơ bản là mình nghe tai nghe không bao giờ mình nghe tai in ear quá dài nó cũng không tốt cho tai cho lắm Nghe được khoảng độ tiếng ở cùng rồi chứ mình không nghe quá dài Với lại là bạn nào mà kiểu có đi lại bên ngoài nhiều cần một cái tai nghe để các bạn có thể kiểu như đàm thoại khi đi đường các bạn làm shipper hay là gì đấy thì các bạn cứ đeo một bên bao giờ nó hết pin thì các bạn cho nó vào hộp sạc mình các bạn rút bên còn lại ra thì các bạn nghe cả ngày mình nghĩ là quá thừa thoải mái không có vấn đề gì cả về mặt thông số thì hiển nhiên con này nó vẫn đầy đủ tính năng như con Capsuba Pro các bạn sẽ có Bluetooth chút 5.3 mới nhất các bạn sẽ vẫn có LDAC nhá xịn sỏ cái tầm giá này luôn bạn nào mà mua được cái mức giá 239 nghìn mà được quả LDAC thì nó cũng là khoái rồi các bạn sẽ có cả Hi-Res, các bạn có chống ồn chủ động các bạn có xuyên âm các bạn có cái okay mốt cái gì các bạn có Con này thì cũng sẽ được điều khiển bởi app của Southpeace Và các bạn cũng sẽ đồng thời có 8 mốt EQ khác nhau Và nó sẽ vẫn giữ lại khả năng tùy biến EQ, custom EQ như ở trên con Capsule 3 Pro có một chút duy nhất khác biệt về phần tính năng và thông số này giữa hai con Mini Pro HS và con Capsule 3 Pro là con uh, Capsule 3 Pro nó chỉ IPX4 thôi còn Mini Pro HS thì nó sẽ là khoảng độ IPX5 chất âm của Mini Pro HS thì nó sẽ có đôi chút khác so với Capsule 3 Pro Giải bass nó vẫn là một cái kiểu rất đặc trưng của Sopit Dày, lực và chắc Về giải mid thì có vẻ như là con này nó sẽ có một chút khác so với lại Capsule 3 Pro ờ, Giọng của vocal có vẻ như là thoáng hơn, nổi bật hơn Tách bạch rõ rệt hơn so với cái sự cộng hưởng, ảnh hưởng của giải trầm Khiến cho cái vocal nó nó kiểu như nó tương phản và nổi bật hơn hoàn toàn Con này theo như mình thấy thì là giọng vocal nữ sẽ nổi bật hơn là giọng vocal nam Nghe nó đanh tai hơn và nó đã tai hơn Về phần giải trap thì con này cũng sẽ giống như con Capsule 3 Pro nó hơi dư năng lượng một xíu cho nên là mấy cái nhạc cụ kiểu hai hát thì nghe nó hơi rát một xíu còn lại thì mình nghĩ là ok về không gian thì con này nó sẽ có không gian tốt hơn rất nhiều so với capsule 3 pro cái không gian nó rộng gần như gấp đôi nó đem lại cái trải nghiệm nó đã rất là nhiều mình chìm đắm vào cái không gian của bài nhạc hơn nhiều so với con capsule 3 pro nhưng mà nếu mà để nói về hai cái tính năng còn lại là chống ồn chủ động và xuyên âm ấy thì chống ồn chủ động của con capsule 3 pro nó sẽ tốt hơn theo quan điểm của mình vì nó ít áp lực hơn cho tai có thể là nó không chống ồn bằng con mini pro hs thật còn Mini Pro thì chống ồn hơn nhưng mà đồng thời nó cũng tăng áp lực hơn khiến cho mình cảm giác nó không thoải mái bằng. Tóm cái váy lại thì nếu như các bạn muốn chống ồn tốt hơn, đánh đổi là nó tăng áp lực lên tai một chút và các bạn muốn một cái chất âm mà nó cái vô cổ nó nổi bật hơn thì Mini Pro là một sự lựa chọn đúng đắn. Còn nếu như các bạn muốn có một con tai nghe thời lượng pin bền bỉ hơn và ngoài ra nữa là cái giải chống ồn nó thoải mái hơn có thể sử dụng được trong thời gian dài hơn thì con Capsule 3 Pro sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho các bạn. Cho nên là xét cho cùng thì hai sản phẩm này nó khá là khác nhau và nó phù hợp cho từng nhu cầu cụ thể của người dùng. Không biết là các bạn phù hợp với những nhu cầu nào? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Một lần nữa nếu các bạn quan tâm thì có thể tham khảo tại đường link bên dưới phần mô tả cho cả về sản phẩm lẫn là cả cái chương trình khuyến mãi của hãng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.